Phi Lan xin cảm ơn quý vị, và bây giờ trở lại câu chuyện của Phi Lan với cô Trâm Lê, người hiện nay là thư ký của chương trình văn hóa nghệ thuật cộng đồng của thành phố Santana. Và cái công việc của chị, như chị đã nói với quý vị, là cái công việc của một cái sự nối kết giữa những trái tim với trái tim bằng những cái chương trình nghệ thuật. Và chị Trâm Lê có thể cho biết là cho tới ngày hôm nay thì cái thành quả của cái thành phố mà chị đang làm việc với cái chương trình của chị nó như thế nào? Thì bây giờ thì vì cái vai của Trâm là để mà nối kết, và trước đây xin lỗi, cái position của Trâm, cái công việc này của Trâm đó, họ mới lập ra, thành phố mới lập ra cách đây 1 năm thôi, nó mới còn mới toanh à. Thì họ, cái người đầu tiên mà họ hire là Trâm, thì đó thì nó cũng có nhiều điều Trâm phải phải những cái nền Trâm Nghiên phải cứu mình phải nghiên cứu, mình phải hiểu biết cái cộng đồng như thế nào, cái thành phố như thế nào, ai là ai trong thành phố. Cho nên đầu tiên là phải biết họ, phải biết Trâm, Trâm phải biết họ, và Trâm phải nghe. Trâm nghĩ cái điều quan trọng nhất là, vì Trâm mới, Trâm không có sống ở thành phố Santana, thì Trâm phải lắng nghe coi cái nhu cầu của mọi người ở đó là như thế nào. Chứ không phải là Trâm vô rồi Trâm chỉ nói ồ, Trâm muốn nó như vậy nè, mọi người nên làm như vậy, muốn cần cái gì, và sao mà thành phố có thể giúp đỡ được cái đó, phải ủng hộ được cái điều đó. Thì đó, thì Trâm mới thấy là nhiều người nghệ sĩ họ không có cảm thấy được support, được ủng hộ về lợi nhuận. Đương nhiên cái đó là lúc nào cũng có, cái Cái đó đầu là tiên đầu mà. tiên. Thì Trâm tiếp tục cái grant, có cái thành phố Santana phát 70.000 cho những người nghệ Cái phân sĩ. như vậy để cho mà chia cho các cộng đồng. Chia cho nghệ sĩ và những cái organization, họ phải nộp đơn để mà được Nhận xin được cái cái grant như vậy. Thì cái đó là một, với lại thêm nữa là Trâm thấy cái cộng đồng, cái những người mà homeless, Santana là đông nhất trong đúng. cái population homeless, và họ mới vừa xây một cái shelter, một cái temporary shelter. Nhưng mà Trâm cũng nghĩ đây là những, họ cũng là con người, và họ cũng không có một cái cách nào, nhiều người không nhìn họ như là con người, và không có cách nào express những cái câu chuyện của họ, những cái điều, những cái mong muốn, những cái mơ ước của họ. Thì Trâm đem vô một cái chương trình arts cho, để mà mỗi tuần dạy cho họ, hay là cho họ, nhiều khi không cần dạy, họ là những người múa, những người này nọ, để mà đem ra những câu chuyện Có về những cái active activity, không phải activity, mà cho họ có một cái nguồn để mà nói lên những cái mong ước, những cái hope, và phần lớn nữa là để giữ họ đó, để mà họ dùng những cái service ở đó, chẳng hạn giúp họ kiếm việc làm, giúp họ kiếm một chỗ ở permanent. Tại vì nếu mà họ cảm thấy ở đó chán, không có gì, họ sẽ đi ở ngoài đường thôi. à, đúng Nhưng rồi. mà giữ họ đó để họ làm những cái đó, để mà họ được cái cuộc sống ổn định hơn. Thì đó, những, tại vì nghệ thuật có thể biến đổi, có thể Thay đổi lại tất cả những cái từ cái bad thing mà nó thành good thing. và thay đổi, biến đổi con người mình nữa. Mình sẽ thấy là mình có những cái đẹp ở trong mình, không ngờ, những cái tài năng mình không ngờ. Và thêm nữa là nó có thể gì đó, làm lành những cái vết thương. Trâm rất là tin trong điều đó, cho nên Trâm muốn mang đến nhiều người, mà nhất là những người mà bị quên, xã hội quên đi. Thật là chương trình mới cho cộng đồng. Thưa quý vị nghe Trâm Lê nói về những cái hoạt động của chị và thành phố Santana qua cái chương trình mà văn hóa nghệ thuật cộng đồng. Và thưa quý vị, nếu mà nghe như vậy thì chúng ta cảm thấy ra rất là yên tâm là dù chúng ta đang ở đâu thì chúng ta vẫn có những người quan tâm tới mình. Thế nhưng cái công việc của một cá nhân không thể nào làm nên một mùa xuân. Như quý vị biết là con én không tạo nên được một mùa xuân, mà muốn làm cái công việc đó để cho nó thành công và để cho tất cả mọi người được hưởng cái phúc lợi đó thì tất nhiên cái người hưởng phải là cái người tích cực tham dự và nối kết với cái người vẽ ra cái chương trình đó, có đúng không? Dạ đúng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đến với được với những người mà họ đang muốn giúp đỡ mình? Chị Trâm Lê có thể cho biết là cái kết quả là chị nghĩ là họ cần phải làm gì? Tham gia nhiều khi chị đến, Trâm muốn khuyến khích tất cả mọi người đi dự một cái chương trình nào mà
mà ngoài cái văn hóa của mình một lần thôi, để biết nói một cái ngôn ngữ khác mình một lần thôi, mà không phải là tiếng Anh không, mà là tiếng Mẹ, tiếng Campuchia, tiếng gì đó khác, để mà mình sẽ rất là ngạc nhiên là họ giống mình thôi, nhưng mà họ có những cái khác cũng rất hay. Thì đó, chỉ cần như vậy là mình giống như lúc mà mình đi du lịch, mình đi qua nước khác, thì lúc đó mình sẽ học được nhiều mình cái, học nhiều thứ, mà mình cũng thấy là nhiều thứ nó giống Mỹ đại khái như vậy. Thì đây là một cơ hội, nước Mỹ nó đầy nhiều người khác nhau, cho nên sau mình không coi như mình đi du lịch khi mà mình đi những cái festival hay cái gì đó như vậy. Vâng, thưa quý vị, bởi vì là cái người mà rất là thông suốt về mọi vấn đề như thế, cho nên chị Trâm Lê đã có thể hiểu rất là nhanh cái tư tưởng của người khác. Không phải chị không phải là cái computer, chị cũng không phải là một cái máy photocopy, nhưng mà chị là một người biết lắng nghe. Bởi vì vậy trong cái văn hóa của người Việt Nam của mình đó, thì có một cái thiếu sót rất lớn là sự lắng nghe mình hơi thiếu. Là bởi vì sao? Ai cũng nghĩ rằng là cái tôi của chính mình nó là duy nhất, không lắng nghe người khác. Một cái khiếm khuyết rất lớn để mà chúng tạo sự thông cảm và sự giao tiếp lẫn nhau. Ngay cả một cái bữa tiệc quý vị, hay là một cái chương trình, một cái event có một người lên nói chuyện, thì ở dưới này hầu như họ không cần biết cái người đó là ai, mặc dù họ cái giấy mời hoặc là cái mục đích họ đến là vì cái sẽ được nghe cái người này nói, sự trình bày cái vấn đề này. Nhưng mà thật sự rất khổ nỗi là ngay cả một cái bữa tiệc quan trọng nào của một người nào đó mời mình, mà tới khi diễn giả hay cái nhân vật chính lên nói thì không ai muốn nghe cả. Chỉ có muốn nói chuyện trao đổi với nhau, và thậm chí còn nói to, rất là to, giống như là muốn không cho cái người bên cạnh nghe cái người kia nói nữa. Đó là một cái khiếm khuyết rất lớn trong cái văn hóa Việt Nam mà Phiến Đan phải nói rằng là nghiêm trọng, để mà cảnh tỉnh quý vị là chúng ta nên nhìn lại. Tại vì cái đó nó ngoài cái sự mà nó không đẹp về cái cách sống, thì nó cũng cho chúng ta thấy là chúng ta là người không được chia sẻ cho người khác và hơi ích kỷ. Tại vì khi chúng ta đến với một cái chương trình nào đó, hay chúng ta làm một cái điều gì đó, là tự bản thân chúng ta biết là chúng ta muốn đến ủng hộ họ mà. Nhưng mà khi chúng ta đến rồi thì chính chúng ta lại phá vỡ cái chương trình của họ bằng cái hành động hơi không được kiểm soát của mình. Thành ra tại sao Trâm Lê thành công, tại sao Trâm Lê có thể nối kết được cả một cái cộng đồng những sắc dân khác với cái công việc của chị, là bởi vì cái sự lắng nghe. Lắng nghe không phải của chị mà của cả cái cộng đồng đó lắng nghe chị, và họ nối kết bằng cách là họ cùng đi với chị. Những cái event của thành phố Santana hay là bất cứ một thành phố Grand Road, Westminster mà chúng ta cùng đến, chúng ta cùng chia sẻ, thì chúng ta thấy quả rằng là chúng ta hiểu nhau. Chẳng hạn như cái ngày Tết Paris của Việt Nam, rất nhiều cộng đồng sắc dân họ cũng chẳng có là cái gì của mình, mà họ cũng có đến, họ tham dự. Mặc dù họ chỉ đứng trên đường phố vẫy tay, vẫy cờ, cười với chúng mình thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được là họ rất thông hiểu người Việt Nam. Có đúng không Trâm Lê? Vì vậy mà thưa quý vị, cái câu chuyện của Phiến Đan với Trâm Lê ngày hôm nay là một cái câu chuyện mà Phiến Đan cảm thấy là thích nhất trong tất cả những câu chuyện nói về cộng đồng. Bởi vì nó thật sự nó đưa cho chúng ta đến một cái điểm duy nhất là lắng nghe người khác để được học hỏi, và lắng nghe người khác để mình được giúp đỡ họ. Cái chương trình Văn hóa và Con người Phiến Đan thực hiện ra, quý vị thấy có nhiều khi có một cái ông nói về y khoa, một ông nói về chính trị, nhưng mà nếu quý vị theo dõi thì quý vị sẽ thấy không phải là cái người khách mời này chỉ nói cái vấn đề của họ, mà chính bản thân Phiến Đan cũng đang đặt những câu hỏi mà quý vị muốn đặt cho khách mời. Vì vậy mà cái sự lắng nghe là sự thông cảm lẫn nhau. Trâm Lê, cái câu cuối của cái chương trình này đó, Phiến Đan muốn hỏi Trâm Lê là cho tới giờ phút này, cái sự thỏa mãn nhất của Trâm Lê về cái công việc của mình là gì? Đã làm được cái gì lớn lao? Trâm thấy cái thỏa mãn nhất như là chị nói là mình được cộng đồng ủng hộ. Trâm được cộng đồng, Trâm rất là cảm ơn cộng đồng mấy thập niên nay, mấy lâu nay, từ năm 92 Club Entrepreneur đến ngày hôm nay, tất bao nhiêu cái chương trình Trâm làm, bao nhiêu cái dự án Trâm làm là mọi người support. Thì Trâm hãnh diện là Trâm được kéo là những người khác luôn, và để support họ, để họ thành công và để họ đóng góp lại, ngược lại tránh trở thành một cái cycle cho cộng đồng mình. Thật là tuyệt vời. Thưa quý vị,
chương trình văn hóa và con người tuần lễ hôm nay câu chuyện nói với chuyện với Trâm Lê sẽ tạm kết thúc vì chúng ta hết giờ. Mời quý vị theo dõi tiếp phần 2, mà phần 2 là cái phần quan trọng hơn, tức là sẽ nói chuyện với chị làm thế nào để chuyển dịch một tác phẩm từ tiếng Việt qua tiếng Anh một cách hoàn chỉnh. Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình kỳ tới, và bây giờ quý vị đừng rời channel 56.7 để tiếp tục theo dõi các chương trình sau của Lý đồ Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý vị.